Minh Ly xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình dắt bà Liễu đi làm lễ nhận quốc tịch mấy bạn, tức là citizen ceremony. Hôm nay bà Liễu đi nhận giấy quốc tịch. Thằng này nó láo líu lắm. Đừng nên tin lên những cái Facebook ảo. Citizenship ceremony này đó thì ở New York được tổ chức ở nhiều nơi, ở Manhattan, còn chỗ này là chỗ US District Court Eastern District of Brooklyn, ở khu Brooklyn mấy bạn. Chỗ này cũng gần Brooklyn Downtown, khá là trang trọng. Mỗi một buổi lễ như vậy tổ chức vậy thì có khoảng chừng 50-60 người, vì không gian có giới hạn nên chỉ người nào có giấy mời mới được vô thôi, còn những người đi theo thì ở bên ngoài. Lễ bắt đầu là 8 giờ mà chắc khoảng 10 giờ mới xong, thành ra mình băng qua cái công viên đối diện là Carmen Plaza Park để xem buổi sáng. Thường họ dắt chó nhiều tới đây để chơi chung với nhau mấy bạn, rất là vui. Thì chủ đi chơi cũng dắt chó theo để coi như cũng có hoạt động, có lý do đi ra ngoài đường mấy bạn. Không khí trong lành. Chủ thì nhiều khi cũng lười tập thể dục, nhưng mà đi theo chó, thấy mấy chó chạy chạy coi như cũng có chút hoạt động không. Rồi cắn nhau. Giỡn thôi các bạn, mấy chó này nó dắt ra chơi thường ra nó biết chơi với nhau, nó giỡn thôi chứ không có cắn. Đó. Đè đọc xuống. mấy con này nó chơi dữ quá, sắp sửa cắn nhau là chủ phải tách ra. Chủ cho tụi nó chơi chung với nhau, chơi banh rồi có huấn luyện nhỏ nhỏ cho tụi nó mỗi buổi sáng mấy bạn. Đó, cho một đứa ăn là nguyên cả đám bu lại xin ăn à. Đó, vậy là phải cô này cậu phải cho hết nguyên đám. Đó, ngồi xuống xin ăn lịch sự mới cho nha, dành là không có cho. Đứa nào cũng có, từ từ. Em nào cũng có. Rồi khỏi cái địa bàn mấy chú chó thì mình qua tới địa bàn mấy anh này chơi đá banh mấy bạn. Đá banh mà kiểu giống như là sân tennis vậy đó, trên sân tennis. Vừa giống sân tennis vừa giống sân bóng bàn. Và cái luật chơi mình nghĩ chắc giống luật chơi tennis với lại bóng bàn. Coi tới coi lui thời gian còn lâu nên mình đi qua bên Starbucks để mua ít cà phê về uống mấy bạn ơi. Đợi cũng còn lâu lắm. Tiệm này ở gần trường NYU của Brooklyn, thành ra là cũng khá là đông khách. Mình mua một ly Pumpkin Spice Frappuccino Blended Beverage mấy bạn. Ly này uống ngọt ngọt, có mùi ở trên, có thêm whipped cream nữa. Giờ là mình về khu công viên. Khu này cũng có nhiều hoạt động khác nhau lắm mấy bạn ơi. Mùa này là vẫn còn hè, thành ra là có nhiều sân chơi cho con nít. Nhưng mà mình nghĩ là họ có tính tiền phục vụ, tính tiền phí phục vụ. Nhiều sân, nhiều lớp để mình quay cho mấy bạn coi. Lớp đầu tiên là lớp đá banh level 1. Level 1 vỡ lòng mấy bạn á. Đó mấy bạn, lớp này thì mình nghĩ chắc họ có tính phí chút đỉnh chứ không phải là miễn phí hoàn toàn. Lớp này là dành cho mấy bé là mới có chập chững tập đi thôi, thành ra là nó đá vô mấy cái cơ bản, đá ngã mấy cái trụ này là được điểm rồi mấy bạn. Đá tới đá lui nhiều khi nó cũng không hiểu đá đi đâu nữa. Nói chung là cho tụi nó có chút hoạt động. Lớp level 1 này thì cũng có 3 bé tham gia, 2 nam 1 nữ. Đá một hồi thì mấy cái trụ nó cũng rụng gần hết rồi. Nhìn mấy bé đá dễ thương mà thôi, để đó đi, mình qua lớp khác mấy bạn, lớp level 2. Lớp level 2 thì chắc cũng khoảng là
6-7 tuổi vậy rồi, biết đi biết chạy, có nhận thức. Thì trong cái bài tập huấn này là một bé là sẽ đeo cái khăn, rồi nguyên đám sẽ dắt bóng chạy theo, giật được cái khăn thì là thắng, chứ không có chơi đụng người. Hồi xưa mình chơi bịt mắt bắt dê, còn cái này là mình dẫn bóng bắt dê mấy bạn đó, giật được khăn là thắng. Cái này chưa có dẫn bóng. Nhìn mấy bé chạy chưa có kỹ thuật nên bác huấn luyện viên nóng lòng: bác thôi giật đại cái khăn, giờ tới lượt tao đeo, tụi bay chạy theo mà giật. Rồi để tất cả nguyên đội chuẩn bị, rồi bác huấn luyện viên chạy chậm 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 cho mấy em chạy theo để giật khăn mấy bạn đó. Lão luyện là có khác, có chạy đường vòng đánh lừa nữa mấy bạn. Chạy được khoảng 3-4 vòng thì cũng để cho một bé giật được cái khăn mấy bạn cho nó vui. Ở cái lớp level 2 này bây giờ mình qua khỏi cấp độ 1, bây giờ cấp độ 2 mấy bạn cũng là trò giật khăn nhưng mà phải dắt theo bóng, thành ra chậm hơn chút, chú ý dắt bóng giật được khăn thì mới là thắng. Còn nếu mà không để bóng rời chân mà giật được khăn thì cũng không thắng, thành ra là khó hơn một chút mấy bạn. Bây giờ sau khi làm mẫu thì bác huấn luyện viên đã cho một em đeo khăn và mấy bạn còn lại sẽ dắt bóng giật khăn. Chạy một hồi thì bé áo đỏ đã vô tình để bóng lăn ra khỏi lằn danh mấy bạn. Bây giờ là phạt góc. Rồi chạy theo. Xa quá, chứ không được. Vì bé áo đỏ đá vô cùn, coi như bé áo đỏ thắng rồi mấy bạn. Bây giờ đổi qua bé áo xanh đeo khăn, cả đám dắt bóng rượt theo mấy bạn ơi. Rồi, 1 feet, 2 feet, giật được khăn. Thắng. Tới bây giờ là màn huấn luyện tập thể lực mấy bạn, tức là dắt bóng vòng quanh sân. Cái sân này hơi nhỏ, thành ra đi vòng vòng cũng giống như vòng tròn nhỏ thôi mấy bạn ơi. Kệ tụi nhỏ chạy vòng nhỏ, chừng nào mai mốt lớn mới chạy vòng sân lớn mới được. Xong level 2, bây giờ mình qua tới đá bóng level 3 mấy bạn. Đó, bây giờ anh huấn luyện viên đó là ảnh sẽ cầm trái bóng nhỏ, ảnh chọi trúng trái bóng của bé nào dắt đó thì bé đó phải đạp nhảy bóng 2-3 lần đó. Cái này là tập khởi động, trò chơi tập khởi động, thành ra mấy bé phải dắt bóng tránh khỏi anh này. Đây là level 4 phối hợp đồng đội, khoảng tới 10 bé trở lên lần. 10 bé này độ tuổi cũng cấp nghé khoảng gần 10 tuổi rồi mấy bạn. Thì cũng là cho dẫn bóng bắt dê, tức là giật khăn trên mấy bé khác. Nhưng mà ở đây là có tới khoảng 4-5 bé đeo khăn, còn lại thì dẫn bóng giật khăn. Ở New York thì dân Mexico Spanish với lại dân ở châu Âu cũng hơi nhiều, thành ra là cái môn thể thao bóng đá nó cũng được phát triển khá mạnh trong mùa hè. Trò này có 3-4 người đeo khăn lần, nhìn hơi rối nha mấy bạn. Đó, mỗi bé là đeo tới 3 khăn lần, tức là có 3 mạng. Bé áo trắng này còn 3 khăn nè, áo xanh đang rượt theo áo trắng. Cái người mà đeo khăn thì không có cần dẫn bóng để chạy lẹ hơn chút. Đó, áo xanh đang rượt theo áo trắng, giật, dính, rớt 1 khăn. Rồi, tiếp tục chạy. 2 khăn, rồi bé áo trắng còn có 1 khăn rồi mấy bạn. Còn có khăn là gì? Kiên trì gì? Rồi xong phim. Rồi bỏ qua nguyên cái đội Strand đi, giờ mình qua đội Intel mấy bạn ơi. Đó, đội này toàn là ca múa không à. Ca múa. Ở đây thì theo yêu cầu một số phụ huynh thì họ sẽ gửi trẻ cho người giữ trẻ là mang cái tiếng nói của họ. Ví dụ như cái nhóm này là chuyên nói về tiếng Spanish, tiếng
tiếng Mexico, tiếng Tây Ban Nha không các bạn, tiếng Spanish. Còn này đòi bạo lực với bạn, thì cái người này thì chắc họ, chắc ảnh cũng hơi bị tâm thần chút đỉnh á, thành ra là ảnh ngồi đó nhưng mà hơi có dấu hiệu bạo lực chút xíu, thành ra mấy bà mẹ sợ lắm, kéo con mình không mới cho con mình đi ra cái khu đó đó. Mình đi lòng vòng thì phía sau họ có hai cái bãi, hai cái chỗ đầu xe dành cho xe điện, có sạc xe điện bằng năng lượng mặt trời, nhưng mà cái này là có trả tiền của công ty EV. Bây giờ là 10 giờ, bà Liễu ra đã gọi mình qua đón mấy bạn đó, cầm bằng rõ ràng nha. Thấy số không được đâu. Cái gì? Khỏe gì? Bãi đò. Bãi đò. Bãi đò. Qua đò. Anh Bảy viết thư gì? Cảm ơn mình hôm nay đã trở thành được trở thành người công dân của mình. Thôi cảm ơn. Thôi mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã vui lòng theo dõi. Các bạn vui lòng subscribe và share video của mình. Subscribe kênh Vinh Ly Lý Khải Vinh nha mấy bạn. Cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp. Bye bye.